Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với VK Stock đầu tư tự do. À, thì hôm nay mình lại tiếp tục uh, làm video chia sẻ với các bạn về uh, các mã tuần sau chúng ta có thể theo dõi uh, đánh uh, tan thai hay là đánh uh, Swing win hay là nắm giữ dài hạn nhé. Uh, thì các video này mình sẽ chia sẻ cái phương pháp để lựa chọn cổ phiếu của mình uh, để đánh tan thai và Swing win nhé. Các bạn uh, chú ý để theo dõi để, để học để tự mình uh, có thể tìm được các mã để mình đầu tư nhé. À, thì đầu tiên thì mình uh, xin review một chút về thị trường uh, chứng khoán Hàn Quốc uh, thị trường chứng khoán Hàn Quốc là tuần trước thì cũng đã vượt được đỉnh cũ đúng không ạ rồi ở thị trường uh, do ảnh hưởng của thị trường Mỹ bởi vì tổng thống Joe Biden đã uh, uh, thông qua được uh, nhóm nghị sĩ với gói uh, đầu tư là gì ạ uh, 579 tỷ USD 579 tỷ USD nhé về cái, cái việc gì ạ uh, xây mới hoặc là sửa chữa các hệ thống như là đường tàu hay là gì bến cảng hay sân bay hay là gì ạ đường xá các thứ ấy, hay là gì ạ mạng điện thoại đấy thì dẫn tới cái việc là dạ các cái ngành nghề bên Mỹ đấy có cái sự tác động tốt từ thông tin đó chính như vậy đã đẩy cái thị trường của Mỹ tăng trong ngày phiên thứ sáu ngày hôm trước đấy thì hiện tại ở bên Mỹ thất nghiệp rất là nhiều khi mà có cái thông tin có cái gói đầu tư là gì ạ 579 tỷ USD như vậy chính cái vậy là gì ạ? Sẽ có một cái thông tin rất là tốt à, à, dẫn tới cái việc là thị trường nó tăng nhé. Đấy. À, thì hôm nay mình cũng sẽ review một số uh, mã cổ phiếu blue chip nhá, một số mã cổ phiếu có vốn hóa lớn tại thị trường Hàn Quốc và uh, bạn nào mà có nhu cầu uh, đầu tư những mã này thì các bạn chú ý để các bạn uh, có thể nắm giữ dài hạn được nhá. À, với các bạn đang đi làm ấy không có thời gian để đánh tan tha hoặc swing thì các bạn có thể mua gom các cái mã cổ phiếu này vào bởi vì có một số mã cổ phiếu đang bắt đầu có xu hướng uh, rất là tích cực rồi bắt đầu xu hướng đi lên rồi nhá à, đầu tiên là khi ôm trung quân đúng không ạ mình sẽ vào bản đồ đúng không khi ôm quân khi ôm quân này khi ôm trung quân thì cũng đang tích lũy đây các bạn nhìn này đấy. đang có hai đáy này, hai đáy, này đợi nó vượt qua được cái điểm này đây nó vượt qua được điểm này nhá. đi ngang hồi lên nữa nha là khi ông chân quân sam Samsung nào đây Samsung đang uh, chuẩn bị các bạn nhé bạn nào quan tâm đến mã Samsung này thì theo mình thì uh, đây. theo mình thì các bạn cũng chuẩn bị có thể gom được rồi sam uh, Samsung thì uh, theo mình thì phải nó phải vượt qua được cái khoảng này này nó phải vượt qua được cái khoảng uh, 81, sáu này đây khoảng nó phải vượt được vượt qua khoảng 81 82 gì đây này đấy vượt qua được cái đỉnh cũ nhé đại loại nó phải vượt qua được cái đỉnh cũ này này nó phải vượt qua được cái đỉnh cũ này mới chính thức được cái xu hướng nó sẽ lên nha chắc chắn nhá còn điện tại nó vẫn đang nằm nằm ở phía dưới mây đấy nếu mà ai mà sử dụng cái uh, chỉ báo gì ạ à, Ichimoku ấy thì các bạn uh, cài đặt cái này vào thì các bạn có thể xác định được Nó đang vẫn đang nằm ở dưới mây chưa vượt được qua được mây nhá và yêu cầu nó phải vượt qua được cái đỉnh cũ này đây chính là cái đỉnh cũ nha các bạn nhé đây đây là cái đỉnh cũ này các bạn đây là đỉnh cũ này đấy, đây đây cái đỉnh cũ đấy Rồi. các bạn nào quan tâm mã này thì chúng ta canh khi vượt đỉnh cũ là chúng ta gom à. hàng yeah. nhé SK -2NX, SK -2NX cũng đang chờ để vượt nhá, đang chờ để vượt mây nhưng mà mình nghĩ SK này hôm trước mình uh, cũng nghĩ là nó sẽ vượt được nhưng mà cuối cùng nó không vượt được này, nó chạm hai lần, chạm hai lần vào cái đường 200 này, đường uh, 240 này đấy sau đó bị đánh xuống này à, bây giờ đang quay ngược lên hy vọng SKX uh, SK Hynix sẽ vượt qua được đám mây thì lúc bây giờ, lúc bây giờ các bạn vào hàng nhá à, vào cái điểm các bạn vào hàng là 132.000 có thể bắt đầu gom được hàng được chưa cacao đấy cacao thì đang điều chỉnh nhá đang lên rồi đang điều chỉnh được chưa đấy à, uh, cao cái điểm là 119.000 này này 119.000 mình đã hô một số bạn uh, của mình mua mua cái mã này vào Bởi vì nó vượt đỉnh cũ gần nhất đây Đây là cái đỉnh gần nhất đây này cái Đỉnh gần nhất đây này Đấy uh, Nhưng bạn đi mua xong thì đến cái cây thứ hai này nó bị đánh xuống Các bạn sợ quá bạn bán luôn Rất là tiếc nếu bạn giữ được thì bây giờ bạn cũng ăn được 40% rồi nha 40% cái mã cao được rồi. Never, never ok nhé Never thì một số bạn mình cũng nhắn tin là mua thời điểm là 2372 này đấy các bạn vẫn còn giữ nha thì chắc là cái cây đến này là các bạn chốt hết rồi đúng không ạ Chúc mừng các bạn nha uh, các cao khả năng sẽ đánh về gặp em 20 nhá điều chỉnh về gặp em 20 này gặp em 20 sau đó mới nên được tiếp nhá này các cao khả năng cao như vậy gặp về đánh về gặp em 20 đánh về khoảng uh, chắc là khoảng 396 nhỉ? khoảng 396 có hai điểm này 396 và điểm nữa 381 thì anh em tiếp được này. Samsung chân cha U này Samsung chân cha U là cái chỉ báo bắt đầu ok này đã vừa được mây rồi này bạn nào mà yêu thích Samsung chân cha mà thích U thì mua mã này vào nha này thường thường khi xăm Samsung chân cha chạy thì mã này sẽ chạy trước rồi chưa? các bạn gom mã Samsung chân cha U vào anh đi chưa nhé em sẽ đợi thêm nha các bạn nha hiên te cha đối trợ hiên Tia cha thì mình đã hô các bạn mua từ thời điểm này 233 đúng không Kia vậy này, mua hô từ thời điểm gì ạ? Này mua từ thời điểm à uh... này mua từ thời điểm này này, 84 này, này. là mua từ lúc 84 thì bây giờ bạn cũng đang nãi rồi, đúng chưa? Nó nên cho nó điều chỉnh xuống m 20 Đấy tiếp nhá. Đấy. Đây khi nào nó vượt được cái đỉnh này thì chứng chính thức là gì ạ? xác định là xu hướng tăng tiếp này, đỉnh trên cùng này 102. À uh, 102 000 cái giá mục tiêu của nó là 102 nhá, là mục tiêu. 102 000 chưa ạ? Đấy. Center Centennial thì mình cũng đang canh cái mã này để xem có vào hàng đấy không. Nhưng mà rất là tiếc, không thứ sáu vừa rồi ý, thì ra một cái thông tin không tốt lắm về Center Neon bởi vì nghiên cứu của Center Neon đã đưa ra một cái thông tin là gì ạ? À, cái tác dụng của uh, để uh, cái tác dụng để làm ra vắc xin ấy thì nó không có hiệu quả lắm đấy. À, chính vì vậy làm sao nó sẽ bị đánh xuống, Chứ vì nó bị đánh xuống hay thấp này, đấy. đánh xuống. Mình hy vọng trong tuần sau này sẽ điều chỉnh đi ngang và đi lên tiếp nhá. Này. Sên này. Có sen Therion chây giác thì đã vượt qua được mây rồi. Đấy, đã chính thức xu hướng đi lên rồi nha. Xu hướng đi lên rồi. Nó điều chỉnh lại không do thông tin xấu như vậy thì không biết có nên được nữa hay không hay là bị điều chỉnh tiếp thì mình không biết. Đấy. Đây cũng bị mình cũng đang canh mã Centurion Hensu này để mình vào nhưng mà rất là tiếc nó bị đánh xuống tiếp quá nè Samsung SDI Samsung ai thì tuần trước mình cũng đã nói cái mã này nó bắt đầu có xu hướng các bạn vào gom dần rồi đúng không ạ rồi bắt đầu có xu hướng nhé bắt đầu đường giá nó vượt được khỏi mây rồi Đấy, sau đó sẽ điều chỉnh là em 20 nó điều chỉnh lại một chút vào đi tiếp nhé Bốt cô đấy bốt cô chưa nhá bốt cô vẫn chưa vượt được mây chúng ta chờ thêm đã à, các bạn vào rồi thời điểm bây giờ thì các bạn nó cũng sẽ đi ngang hình sinh đi ngang thôi đi đi ngang của chúng ta như thế này thôi chứ chứ chưa à, uh, chưa, chưa có thể ấy được đâu chưa, chưa nên được đâu chờ thêm cho nó rõ xu hướng đã bởi vì em 20 các bạn nhìn em 20 vẫn còn đang uh, trụng xuống và nó phải đi ngang nó phải hướng lên một tí xíu thì chúng ta vào hàng thì phải chắc chắn nhá hiện tem mua hiện đi ngang này, này các bạn đây hiện tem bắt đầu đi ngang nhá em 20 đi ngang tích lũy ra lâu rồi này đấy tạo vùng bắc rồi này này đây. chuẩn bị vượt qua được uh, Chibuku sẽ đi lên tiếp nhá đấy các bạn nào mà đi làm thì gom cái mã này vào này, đấy, không có thời gian theo dõi gom cái này được, nha. rồi tiếp theo là gì ạ? À, SK Innovation nha, SK Innovation OK nhá, vừa được mấy rất là lâu rồi, tích lũy đi ngang này, tích lũy đi ngang này, đấy, tích đi ngang này, à, rồi bắt đầu vượt được này, bắt đầu vượt được rồi nhưng mà điều chỉnh. mình nghĩ trong tuần sau rồi vẫn nên xình một tí xíu nữa. Ninh sinh ninh sinh thì diễn bật, bật nhá Đấy và về đây khối lượng hôm trước có khối lượng nhỏ Mà có khối lượng thực cao bắt đầu vào thì bắt đầu mới bật được lên nhá rồi em chân cha em chân cha cũng vượt được rồi này em chân cha ok nhá NG chân cha bắt đầu tạo xu hướng rồi nhá em 20 đi ngang này bắt đầu hướng lên này đúng chưa các bạn nhớ cái phương pháp của mình là dễ à, chúng ta sẽ đầu tư theo à, xu hướng đi lên bắt đầu em ấy hai nằm ngang bắt đầu hướng lên đúng chưa ạ Đấy, hướng lên và cái đường uh, giá nó sẽ liên tục đi đi lên như này đi lên để đi xuống đi lên để đi xuống như đấy, nó sẽ gặp em 20 mươi chúng ta cứ xác định cái điểm như vậy các bạn học thêm uh, cái sóng Elliot nhé để các bạn biết được uh, uh, ba đỉnh ba đáy sau đó các bạn có biết cái điểm mình có thể chốt được nhá đấy uh, Tra Trang có thể gom được hàng nhá giữ lâu được nhá Samsung Musan, Samsung Musan vượt được nhưng mà đang bị điều chỉnh lại và hiện tại đang được đỡ. Tuần sau mới xác định được xu hướng nhé. Tuần sau xác định xu hướng đi lên. ạ này vẫn đang ở vùng rất an toàn đây này, này, vẫn đang ở vùng an toàn. Này, vẫn đang ở vùng Bắc Sư Quân, chị ạ, này vẫn an toàn nhé. Tuần sau có khả năng sẽ động dịch đi lên này. Ok. À, KB Kim Dung, KB Kim Dung cũng bắt đầu đánh bật ra khỏi được đây này. À, bật ra khỏi vùng Main rồi. À, thì cái cái KB công dung này các bạn thấy nhá các bạn để ý nhá đây các bạn thấy này đây chưa em nằm ngang này hướng lên đúng chưa đúng đánh theo xu hướng nó đánh xe như vậy các bạn nhá đây ờ, còn khoảng này à khoảng này thì đang đi xuống này đang đi xuống thì đợi nó test lại test lại một tí xíu nó ngược lên ấy, nó phải cho mình nó sẽ đình xình đình sinh đoạn dài như này mới lên được bởi vì khối lượng ở đây không có này nó phải có khối lượng thì bắt đầu mới lên được nhá À, Sina Tizu, Sina cũng đánh xuống em bay 60, đánh bật lên. Rồi, này cũng vượt qua được main shimoku rồi. Còn chờ test vượt qua em MA... chờ test là vượt uh, vượt qua được uh, ấy, ok. Chờ test vượt qua được em um, bay 20 thế là chính thức là xu hướng lên nhá. Ok. Ok. SK, SK ok nhá. Bạn nào có tiền gom SK được nhá. SK đẹp nhá ok ok đấy rồi. NG, NG chờ thêm với nha, NG chưa gom được nha. NG chưa rõ xu hướng đợi hết tuần sau đã, để tuần sau. Samsung sang Mieng, Samsung sang Mieng cứ từ từ nha. Nó rất là đẹp, từ từ Rồi. Han Quốc chân Nick, Han Quốc chân Nick đang test lại nha, đang à uh, test lại về là M60 đang được đỡ. Rồi, để xem tuần sau xu hướng như nào, có khả năng nó sẽ định xình đi ngang rồi mới bật được nha. Đấy. Rồi đây là những mã mà blue chip những mã rất là lớn tại thị trường à, vốn hóa lớn và thanh khoản cao tại thị trường à, chứng khoán Hàn Quốc nhá. Đấy thì các bạn à, chọn mã cổ phiếu thì các bạn xem à, cái video gì ạ. À, đầu tư chứng khoán Hàn Quốc của mình ở trong cái à, đây, trong cái danh sách này. À, trong cái danh sách này thì các bạn sẽ có cái danh mục là gì ạ? Đầu tư chứng khoán tại Hàn Quốc. Này thì mình đã có một số mình có một số cái phương pháp là đầu tư chứng khoán Hàn Quốc là cách hướng dẫn đọc báo cáo tài chính ở à, đâu đâu, đâu nhỉ? một cái là diện đọc cổ phiếu nhá các bạn tìm cho mình cái các bạn tìm cho mình cái video là gì ạ có cái hướng dẫn đọc đọc uh, cổ phiếu tại Hàn Quốc ấy. thì các bạn à các bạn vào nhé Này. các bạn vào đây các bạn xem cái phương pháp đọc của mình bởi vì cái đấy là gì ạ à, bởi vì đầu đầu tư chứng khoán học đầu tư chứng khoán quá đầu tư chứng khoán quá học đầu tư chứng khoán nhá mình nhớ là mình có một cái video về nọc uh, cổ phiếu đấy thì các bạn đều là các bạn cứ vào đây các bạn tìm cho mình là cổ phiếu Hàn Quốc nha đấy thì các bạn uh, sẽ biết được cái phương pháp uh, lựa chọn cổ phiếu như là cổ phiếu tốt thì các bạn đầu tư được chưa? Uh, tiếp theo là mã các cái mã mà hôm trước mình bảo đánh swing ấy thì mình uh, quay lại một chút xíu nhá. Có cái mã nào mà uh, không là yêu cầu đã bị thủng kháng cự thì mình bỏ đi rồi còn có cái mã mà vẫn an toàn và có thể tăng được nữa thì mình để lại nhá. Đây đầu tiên là mã gì? Junikr nhé, Junikr ok nhé, đang vẫn đang điều chỉnh lại tuần sau đang chạy nhá. Ok NewinTech, NewinTech ok là xu hướng vẫn rõ ràng được chưa? NewinTech nếu bật cũng phải ba phần trăm, hai cây luôn này, bật cũng phải ba mươi phần trăm. Bây này tiền vào này, tiền vào tiền vào rồi chưa? Có khối lượng luôn rồi chưa? Có tiền vào rồi lại sơn trang ô tô thép sơn trang sơn trang ô tô ok nha vẫn đang trong trong vùng mắc sửa quân à, vượt lên được cũng rất là mạnh nha các bạn nha đấy các bạn chú ý seoul C1 à, bắt đầu tạo xu hướng nhưng mà vẫn chưa vượt được main shimoku à, đợi tuần sau nó test được cái vùng vượt qua được main shimoku là chính xác là một cái xu hướng lên nhá tronbo lại tronbo vậy à. -bo mình bảo các bạn vào từ khoảng ngày đúng không đây, từ thời điểm này cũng lên một khoảng rồi nó sẽ nó sẽ điều chỉnh lại gặp MA 20 hoặc MA 60 cho nó nó chạy ngược lên nhá. Teo Bufum, ok, TU Bufum đã test xuống thành công nha. tuần sau có khả năng chạy nha, tuần sau tuần sau nữa có thể đang chạy này. Rồi. Rồi, mã gì ạ? Inoai dài quá. Inoai nis nice. này, nis nice. này. Rồi. Đây, 1, 2, test xuống thành công một tuần sau họ đang năng đình sinh vài phiên nữa Đình sinh vài phiên nữa sau đó chạy Quân sư, quân sư ok, vẫn đang đi ngang yeah. Fine Tech, right, Fine Tech uh, cũng tạo xu hướng thành công rồi Tạo xu hướng thành công rồi, đang điều chỉnh lại rồi Đang uh, cá kiếp trôi chân một tí, đánh về vùng uh, 1.4 sau đó sẽ ngược lên nha Ở dòng phong chê chi dòng phong chê chi đang đẹp nha vẫn đang tích lũy trong vùng uh, tích lũy nha này mã này chạy thì cũng rất là cao các bạn nhé các bạn nhìn chạy này này chạy ba bốn viên này chưa nó bật lên này ba cây liên tiếp nha giao này nó bật lên là ba ba cây ba mươi phần trăm dạ phaurodixs đang điều chỉnh lại đúng rồi, đúng xu hướng rồi nên xu hướng xuống sẽ lên tiếp nha các bạn nhé cái này là dạng cái này là các kích tôi cho chân này à, mình à, cũng nói với các bạn rất là nhiều rồi trong một cái xu hướng lên như này đúng chưa trong một xu hướng lên như này đấy thì giá cổ phiếu nó sẽ tăng này đây đường giá này đấy nó sẽ tăng nhé và nó sẽ điều chỉnh xuống đúng chưa đây là em 20 này đường ở giữa này em 20 này dạ. đây là em 20 để đường giá đúng không thì nó sẽ có hai cách điều chỉnh thứ nhất là gì ạ ca kích chân là điều chỉnh xuống đúng chưa thứ hai là si can chân bởi vì nó tăng mạnh quá nó phần cần phải có si căng châu chân nếu mà nó đi ngang kiểu này đi ngang si căng chân kiểu này là tỷ lệ bật lên rất là cao dạ yeah. còn nó đang các cái châu chân ấy đánh lại chưa chắc là đã vượt qua được đỉnh cũ yeah. nhá là chỉ vậy các cái mã nào mà có cái si con châu chân này là các bạn để ý nhá đấy rồi Juni sư Juni đấy. cái mã này cũng test bắt đầu có xu hướng đi lên rồi này đấy đợi nó cũng phải vượt qua được 12,1 đã phiên uh, ngày uh, tuần sau là vượt qua 12,1 là vào chạy đỉnh cũ nha đây nó phải test được cái đỉnh cũ này đây cái đỉnh gần nhất nó vượt rồi đỉnh gần nhất nó vượt rồi còn cái đỉnh này nó phải vượt qua cái đỉnh này mới chính thức nó test được cái hướng lên hay xuống nha à, đỉnh này là dạ, 12,4 đấy in sân trong bô in trong thì vẫn đang trong vùng an toàn nó vượt qua khỏi mây in rồi đấy, có khả năng nó sẽ điều chỉnh xuống khoảng 2.3 nhé điều chỉnh xuống 2.3 sau đấy tiếp nhá Kakao kim thử vẫn ok về Kakao game này thì đánh rất là đúng kỹ thuật nhá các bạn nhìn này từ ngày 14 là ngày 19 tháng 2 đúng chưa đỉnh đầu tiên là 14 19 tháng 2 đỉnh thứ hai là gì ạ đỉnh thứ hai là bao nhiêu 19 tháng 4 và đỉnh thứ ba bao nhiêu 18 tháng 6 nghĩa là cứ hai tháng nó tặng một đỉnh một lần thế là từ tháng 2 tháng 3 các bạn mua thì các bạn đây nãy khoảng 15 và giữ nửa tháng là uh, nãy khoảng 10 năm 20 phần trăm này đây từ tháng uh, tháng 5 các bạn mua đúng không thì đến tháng 6 thì các bạn nãy được 15 20 phần trăm rồi tháng 7 giữa tháng 7 các bạn mua nhé Giữa tháng 7 các bạn mua thì đến tháng 8 đấy các bạn nãy 15 20 phần trăm này đang trong vùng mắc sử quân này cái máy đánh rất là đúng kỹ thuật luôn các bạn uh, các bạn nhìn phải nhìn vào các sóng trước của nó đấy để các bạn phân tích đây nhé. đấy nhé này Ok, Toby Sports. Tobi Sport nhá. Mã này cũng đang trong vùng an toàn thế này này các bạn này. Đấy. Và đây là gì ạ? Cái xi can cho chân này này. Đây xi can cho chân này. Đấy, đây xi can cho chân. Đây là M20 đúng không ạ? Đây xi can cho chân này. Và lên tiếp là để các kiếp cho chân lên tiếp này. Nha. Đánh về. Vẫn trong vùng an toàn hiện nay công hợp hiện nay công hợp thì hôm tuần trước mình tưởng nó vượt qua được nhưng mà rất là tiếc không vượt được qua hãy chờ thêm nhá hiện the công nghiệp han chin han han -chin đã vượt qua rồi nhá han chin đã vượt qua được uh, mây rồi các bạn để ý mã han chin này nhá mã han chin này nó tăng nó tăng rất là mạnh đấy han chin nhá biếc san đúng không ạ biếc san uh, tuần trước ấy mình hôm các bạn mua bởi vì thấy nó vượt qua được mây rồi nhưng nó không vượt được nó test lại nhá quay lại em 60 này đấy tuần sau nó vượt được là đẹp cái mã này mình bảo các bạn giữ hai tuần nhá đấy anh vợ đó các bạn giữ hai tuần Nè Giữ hai tuần là ok Dạ này thấy chưa à, Giữ hai tuần này Tuần sau nó vượt được cái này nó ok này Đấy lên nha Biển sàn p Notion p Notion Tuần trước bảo cái cây này đúng không Cái này vẫn còn xu hướng nhá Còn lên nữa nhá các bạn nhá Còn xu hướng à rồi PTGM SGM SGM đang tích ngang đi ngang nha à, các bạn để ý mã này nha này mà các bạn sẽ thấy cái mã nó đi như sau này Đấy chưa mã đi trong vùng bắc sư quân này này Đấy chưa à, nó sẽ đi trong vùng bắc sư quân mình nghĩ nó sẽ phải đi đến khoảng ngày mới lên được này đây khoảng tầm này chạm mây trên này bắt đầu mới lên được nha Đấy. từ đây từ đây cho đến đây lúc nó lên ấy nó mất mấy tháng hai ba tháng 3 tháng 24 36 khoảng tháng 7 cuối tháng 7 nó sẽ khả năng sẽ lên mạnh nhưng mà trong khoảng từ đây đến đến giữa tháng 7 nó sẽ tăng nha lại sẽ tăng kiểu như vậy Hàn Quốc trung hợp kỳ uh, trung hợp uh, kỳ xuân đúng không ạ tuần trước cho các bạn nãy 30 phần trăm này này uh, tuần trước mình bảo một số bạn theo dõi mã này thì một số bạn nó vào mã này thì các bạn cũng được uh, 20 30 phần trăm này nha Simtech uh, Simtech này cũng đang định vượt rất là đẹp nhưng mà chưa vượt được nha Uh, phiên hôm qua tuần thứ sáu trước mình từng vượt được cuối cùng không vượt được vậy là phải vượt qua được mây mình test được cái xu hướng chắc chắn là nên nha uh, Tene Chips Tene Chips đã vượt được mây in Chimoku rồi mà này uh, đình sinh đình sinh rồi sau đó bắn phát lên chờ khối lượng vào này phải có khối lượng ấy đây là khối lượng vào khối lượng khối lượng vào nha uh, các khối lượng bán ra cũng rất là ít này hầu như không có luôn đấy ạ rồi uh, này mà gì ạ mã mà... khối ai này Sẽ điều chỉnh lại về em 60 cho nó lên tiếp nhá này ở PAG PAG tuần trước bạn nào mua mã này thì có nãy 20 15 rồi đúng không đấy. đấy điều chỉnh này này đang xu hướng lên này em hay hướng xuống hướng lên này đấy điều chỉnh điều chỉnh một phát nữa còn một sóng nữa nha thấp US thấp US rồi sau các bạn để mã này nhá, Tap phần Juice này, vừa được mây Chimoku như này. Khả năng tuần sau sẽ có một hai cây nến tương đối nó cao để khối lượng vào rồi này. Đây ở đây thì khi mà khối lượng vào như này nhưng mà bị bán ra nó sẽ được cái màu xanh này. Hôm trước mình nói rồi đúng không? Đấy. Mình nói rồi. Đấy, mình nói từ video trước rồi. Khối lượng như này là kiểu gì? rất là dễ sẽ tăng rất là mạnh bởi vì sao đây là cái những nhà đầu tư cá nhân người ta đu đỉnh ở đây hoặc là người ta mua ở đây người ta đợi lâu quá người ta không chờ được đấy là người ta bán ra là khi thấy tăng lên thì bán ra thì nó áp được được bán ra nhưng nó không tăng được mạnh nhưng mà ở đây là lượng mua vào rất là nhiều này có tay to và hàng này các bạn nhé như mã này nhá đi mã này mã này tăng lên cũng rất là mạnh kiểu gì các bạn có một hai cây nến ăn được 30 phần trăm là chuyện bình thường Té tức chân cha. Đây, té tức chân cha vẫn không an toàn. Vẫn xu hướng lên. EMA 20 này. Đi ngang hướng lên nha Vượt mây chiều vừa rồi. Hancock Quốc Hancock Tancha sao? Đấy. Đi ngang hướng lên. Đúng chưa? 1, 2. Đây. Mình bảo các bạn vào từ vùng cái này. Vùng 83 đúng không? Hancock Tancha nói với các bạn vào vùng 83. Bạn nào vào vùng 83 thì bây giờ cũng được bao nhiêu? Đấy. Cũng được uh, 45% rồi. Đúng chưa? 45%. 2 tuần 45% là ngon. Té tức. Té tức uh, không vượt được. Đang điều chỉnh lại. Đây đây đang uh, không thùng đáy này được này đây. đây thấp nhất đây sẽ vượt lên mình nghĩ nó phải nình sinh nình sinh ở khu này 56 uh, 5, 6 phiên nữa sau đó mới bật được lên hoa xin chân công hoa xin chân công thì đã bậu chạy bắt rồi đúng không đây mình bảo vào các bạn vào từ thời điểm này này mùng 5 tháng 6 đúng không đây mùng 5 tháng 6 mình vào các bạn đúng không mùng 4 mùng 5 tháng 6 và các bạn mua này mình bảo các bạn chú ý này mùng 5 tháng 6 này các bạn nào mà vào từ mùng 5 tháng 6 thì các bạn à, uh, bây giờ là nãy bao nhiêu là? 60 phần trăm à, texture texture đây ther, cũng bảo các bạn vào một khoảng mùng 5 tháng 6 đây mùng 5 mùng 4 tháng 6 thì đấy nó vào, vào vào khoảng này mình chợ bây giờ bật lên này cũng được 10 15 hoặc 15 20 phần trăm rồi để bạn nào vào hên chia đi thư này cái mã này nó có đình sinh đình sinh đi kiểu này nó tích lũy đi ngang này đi nghĩ ngang lên này nó tích lũy ngang đi đình sinh đình sinh kiểu này bây giờ chỉ cần một khối lượng lớn và một cái nào sẽ bay nhé các bạn nhé Đây tay to vào hàng tay to vào hàng tay to vào hàng sẽ bay một số mã chú ý cho tuần sau nhé một số một số mã chú ý này rồi đây có mã nữa uh, anois thì trên sư là thì trên thì trên sư nhá đây bạn thấy không test về em 20 này đây là si can chu chân về em 20 có thể lên rất mạnh nhá đấy rồi rồi KG tông bu chơi trơn này à, một lần định vượt mây nhưng không vượt được lần thứ hai không vượt được hy vọng tuần sau vượt được nha còn chú ý má này bởi vì hiện tại sóng thép chắc cũng vẫn còn chưa hết đâu sóng thép chắc chắn là vẫn còn nha. à, sẽ còn lên nữa và để ý mã này usua ms usua ms à, ok mã này cũng test xuống thành công này qua để tuần sau nha nó vượt được uh, như vậy, vượt được cái đỉnh này này bởi vì cái đỉnh này là cái đỉnh mà nó bị nó bị đánh xuống nhờ, nó phải vượt được cái đỉnh này cái đỉnh 6800 nhá. Vượt được 6800 này chắc chắn là test xuống đi lên được chưa? Rồi mua dip SB, mua dip SB đã test xuống rồi cái mã này dùng mã uh, cái kiểu nó đi ngang như này dễ dùng cái mã dùng cái mã này ạ, dùng mã dưới này mà gì ta. Này hoa xin chân công nhá. Hoa xin chân công cái kiểu cái cái kiểu nó đi ngang kiểu này này. Đây, cái kiểu nó đi ngang này dùng cái mã hoa xin chân công nó sẽ tăng rất là mạnh đấy đi tăng rất là mạnh đi ngang lại tăng nữa nha như các bạn nhiều mà này ừ. Nixon 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 dạ nên đúng không tết này em 20 gặp lại em 20 đúng không thế này lại lên nữa rồi nó kiểu cái nền như này nó sẽ đình sinh đi ngang hoặc là đi xuống một tí gặp em 60 mới lên được nhá ừ. tông in hợp này tông in sang hợp các bạn chú cho mình đây tông in hợp cái mã này à, tông nguyên san hợp nhìn kiểu đường đi của nó như này là gì ạ à, cổ phiếu bao cung nhá bây giờ mình chia sẻ với các bạn cổ phiếu bao cung là gì luôn này cổ phiếu bao cung ấy nghĩa là tay to người ta gom hết hàng rồi nha người ta gom hết hàng này. thích làm gì nè mua ra bán vào là việc của họ gom hết hàng này đấy nó, nó thích cho nên nó cho nên nó thích cho xuống xuống này này anh rất rất là đúng kiểu bao cung này là này. này tháng 3 năm ngoái là gì ạ dịch covid đúng không chạy một mạch lên này đi từ 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 nên điều chỉnh điều chỉnh này đây này các bạn đánh kiểu này là gì các kích chỗ chân này nó đúng, không? đúng không? cái phương pháp của mình luôn không là các cái chân đánh lên này đấy đánh đi ngang đi ngang này lên này đi ngang đi ngang này đi ngang đi, ngang, đi lên này đi ngang đi ngang được chưa đấy ờ, à, xem mã này có Đã. tông in sa mã này tốt nha các bạn nhá tông in sa nập nhá mã này tông in Tống Minh sản hợp tốt nha Kết quả kinh doanh tụi EBS tốt nha 3.000 nha Rồi 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 e, 8 ok nha BCN8 e, ok nha 0.6 còn thấp lắm Giá này còn thấp lắm Ok à, Các bạn có thể Có mã này được nha Đấy Mã này khả năng đầu tư lâu dài được này này Kết quả rất là ok Một cái đến đây nó sẽ định sinh thêm nữa Mình nghĩ nó sẽ đi một tích một thời gian như kiểu như này đấy nó chờ nên đấy này bởi vì eh, cổ phiếu bao cung này thì tay to gom hết hàng rồi nó muốn cho nên thì nó trên cho, cho nên nó thích cho xuống thì nó cho xuống đấy bu bang bu bang ok bu vàng vượt mây rồi các bạn để bu vàng nha moni nè à mo monami monami ok này các bạn để ý. là cái kiểu nến mà có cái chóp ở trên này này đấy mà đang trong vùng uh, chuyển xuống đi nên này, các bạn để lưu ý, ý nhé nó vượt được đỉnh trước rồi đánh xuống đi vài phiên nữa một phát bắn lên nha một súng bắn lên luôn đây tông in chê cang tông in chê cang ok nha các bạn nha bạn nào mình bảo rồi sóng thép vẫn còn chưa hết được đây các bạn thấy này tích lũy này, này còn nha in răng rắc phôm in răng rắc phôm này các bạn thấy này một đợt nó giảm xuống đánh tan tác luôn à, bao nhiêu người bị đu đỉnh ở trên đây dạ. bao nhiêu người bị đu đỉnh năm ngoái này đây, đánh xuống thì khoảng này, này. hy vọng Hy vọng trong tuần sau nó vượt được uh, kháng cự nha. Đã tạo xuống đang tích đi ngang này, MA20 đi ngang rồi này, đã vượt được MA60 rồi này. Uh, bây giờ chỉ còn MA120 và 240 nó vượt được này. Vượt được nữa là ok nha. Đấy, bắt đầu xu hướng rồi. À uh, CJ à uh, C phút này. Ok vượt được uh, vượt được MA20 em em nằm ngang rồi. Bạn nào yêu thích mã này thì có thể vào hàng nhá. Đấy, ok. Vào được nhá xe hôn tinh sở xe hôn tinh sở xe hôn tinh chắc cần linh trình vài phiên nữa linh trình vài phiên nữa mới nên được khối lượng này hầu như không có luôn này sẽ linh trình vài phiên nữa lại ừ. các bạn chú ý này rồi tông a à, tông a tông a ok đang tích lũy đang ở vùng uh, uh, đáy để chuẩn bị tạo xu hướng cái mã này mà chạy thì cũng kinh khủng vậy chứ nào kinh không ebs ebs dương ok không vấn đề gì xe hơn tinh số ok nha các bạn nha nó kết quả có danh tốt nha EBS ok này các bạn sự này khi KtKem khi ok trời vượt mây này đang cố gắng này vượt mây hay để bật lên nha nó mà bật lên này kiểu gì có một cây 30 phần trăm thì 20 phần trăm 30 phần trăm nha còn gì HDC uh, HDC hiên EB ok vượt được mây vượt được uh, vượt được 240 rồi 244 rồi nhá có những mã này có thể tuần sau là cập tương chu đấy nhá, mai khả năng cập từ cập, cập tương chu ADC HNT SNEP này, mã này cũng chú ý mã này cho mình. này, vượt được mây đang tích lũy, vượt được mây này. này. rồi, uh, cái phương pháp của mình là sẽ giúp các bạn gì ạ, uh, đánh xeo cái uh, gì ạ, xu hướng lên nhá, xu hướng tăng. Đấy. này, các bạn đánh xu hướng xuống thì các bạn hay bị mất tiền, nhưng các bạn sẽ đánh theo phương hướng, phương pháp đánh xu hướng tăng của mình ấy thì sẽ um, giảm gì ạ thua lỗ và sẽ tăng lãi suất à, tăng lãi cho các bạn lên nhé các bạn phải tuân thủ ạ à, khi vào một mã nào đó thì các bạn phải đặt cho mình cái uh, cái, cái cái mã gọi là gì ạ cái 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 cái, điểm là để cắt lỗ ví dụ vào cái mã này và tuy xem đúng không này các bạn muốn đánh uh, stand thai là scan binh scan binh thì các bạn để cái đáy nó thấp hơn một tí xíu đây là cái đáy này các bạn căn này các bạn canh căn, căn vì nó có thể xuống đi nhá đây là đáy này chưa đây đáy đáy là đây thấp nhất đáy gần nhất đây này đấy nó có thể điều chỉnh vào đây nhá để điều chỉnh đáy gần nhất nhá đánh ngược lên nhá còn đánh tan tha đánh ngắn hạn này này thì các bạn cắt luôn cái điểm này lỗ bao nhiêu phần trăm hai phần trăm hai năm phần trăm các bạn cắt luôn nhé đấy phải rõ ràng đánh scan binh thì xác định cho mình cái đấy cái điểm cũ này đây. đây là điểm đây là cái điểm mà hỗ trợ của một cái sóng này này điểm hỗ trợ phải luôn xác định là một cái điểm hỗ trợ như vậy nha ở đây cũng vậy này các bạn thấy không này nó test lại này anh test này nó đi ngang đi ngang thùng luôn bắt đầu thủng cái là các bạn phải bán đi nình sinh hình sinh này thì các bạn ngoài tạo ra một cái gì ạ tạo ra một cái điểm cắt nỗ cho các bạn này anh sinh này. này. bán luôn nha thủng cái là bạn nó có xuống nữa này các bạn phải còn tiền thì các bạn mới chơi được các bạn luôn phải nhớ cho mình như vậy này đây đáy này đây chưa chạm đáy liên tục này này không thùng là được này cứ nên này nha luôn phải xác định như vậy đấy ạ ok rồi ok đây là một số mã trong tuần sau thì các bạn có thể tham khảo nhá rồi có thể tham khảo và theo dõi đấy ờ, hãy đánh theo cái phương pháp của mình phải tuân thủ nguyên tắc để cắt nỗ vào chốt nãy nha thì các bạn sẽ luôn gì ạ à, không bị mất tiền này, còn không thì các bạn à, bị mất tiền thì khó kiếm lại lắm nhá rồi cảm ơn các bạn đã xem video của mình nhá rồi hẹn các bạn vào những Uh, video khác yeah. uh, chúc các bạn đầu tư thành công chúc các bạn có một cuối tuần uh, vui vẻ